cho phép xuyên qua màn sương mù mà không bị phản xạ gây chói cho xe đi di chuyển ngược chiều. Trong điều kiện sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế thỉnh thoảng lên mở cửa hè cũng như tắt nhạc để có thể nghe rõ các xe di chuyển xung quanh, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách khi tham gia giao thông. Tại Việt Nam vào mùa đông, do nhiệt độ xuống thấp vì trời mưa rét nên lượng xe ô tô di chuyển trên đường đông hơn so với bình thường. Vì vậy, tài xế cần kiểm soát tốc độ thật tốt, giữ khoảng cách an toàn với xe di chuyển phía trước để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Chú ý không nên tăng tốc hay phanh gấp đột ngột bởi có thể khiến xe phía sau khó kiểm soát, kéo theo nguy cơ tai nạn. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Khi muốn dừng xe và vào cua hay di chuyển làn đường, tài xế cần quan sát kỹ lịch trình, đi với tốc độ chậm lại và ra tín hiệu trong thời gian đủ lâu để các xe phía sau có thể nhận biết. Về tôi sẽ nói tiếp về bản tin tiếp theo là xe bị phủ băng và những lưu ý lái xe khi nhiệt độ giảm sâu. Ngày 23 tháng 1, đỉnh Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn có nhiệt độ còn khoảng âm 1 độ C. Điều này khiến nhiều ô tô xe máy bị đóng băng, thậm chí nhiều dòng xe cũ không thể nổ máy được. Nhiệt độ xuống thấp ở mức âm 1 độ C dẫn đến toàn bộ khu vực đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đóng băng dày, không chỉ gây cối, nhiều phương tiện cũng bị gặp cảnh hóa đá. Để hình một chiếc ô tô địa hình bị bao phủ bởi lớp băng tuyết dày khoảng 3 cm, bám trên từng chi tiết. Điều này cho thấy chiếc xe để ngoài trời đã bắt đầu bằng đóng băng từ đêm 22 tháng 1 đến rạng sáng nay ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Chiếc mô tô địa hình bị đóng băng ở tất cả các chi tiết ngoại thất. Hiện tượng ô tô xe máy đóng băng tạo nên hình ảnh độc đáo. Ngoài ra, một chuyên gia kỹ thuật về nhận định ô tô cho máy, xe máy cho đến nay đều có thiết kế đủ sức vận hành ở nhiệt độ âm. Do đó, phương tiện vẫn có thể khởi động hoặc vận hành nếu chủ sở hữu đảm bảo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt là vào đảm bảo bảo dưỡng đều đặn. Tuy nhiên, chủ sở hữu nên nổ máy khoảng 2-3 phút để động cơ ấm dần rồi mới di chuyển nhằm tăng tuổi thọ cho bộ phận này. Với một số yếu ô tô có yếu tố đặc trưng như chạy dầu diesel, nhà sản xuất sẽ lắp đặt tính năng xoáy động cơ và lưu rõ trong sách hướng dẫn sử dụng. Do đó, chủ sở hữu loại phương tiện này cần chờ đèn báo xoáy động cơ tắt rồi mới nổ máy. Cùng với đó, khi vào đành xe hơi, người lái lên để chế độ sửa kính để đảm bảo tầm nhìn. Đáng chú ý, khi di chuyển với tốc độ cao trên mặt đường trơn trượt, băng có thể gây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Vì vậy, tài xế nên di chuyển với tốc độ chậm và giữ khoảng cách an toàn với xe trước. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người.